Đẹp trai thì đào hoa. Năm xưa chưa chắc em có những người đẹp trai không có đào hoa mà đào mỏ không à. Nhưng mà xinh thế này tới giờ chú người yêu lạ thiệt nha. Bố mẹ em không cho. Giờ bố mẹ cho chưa? Giờ bố mẹ bắt đi, bắt đi. Mẹ thôi, hôm nào anh mà đi thì em sẽ đi cổ vũ cho anh. Dạ, lúc ạ. Dạ. Nói chung là em mê bóng. Dạ. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Nghiêm Nhật, 25 tuổi. Dạ, quê em ở Nha Trang, Khánh Hòa. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Công việc hiện tại của em là kỹ thuật viên X-quang, làm trong bệnh viện trung tâm thị xã Tân Uyên, Bình Dương ạ. À, tức là em là kỹ thuật viên chụp X-quang đó đúng không? Dạ đúng rồi. Khi người ta úp mặt vô tường mà chụp đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng tất cả khán giả có trong trường quay ngày hôm nay. Em là Thùy, 25 tuổi, đến từ Hà Tĩnh, hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Bình Dương. Em làm công việc gì? Dạ, em là dược sĩ ạ. Rung quá, rung quá, bình tĩnh. Một tràng pháo tay cho bạn gái à. Một người chụp X-quang, một người là dược sĩ. Hợp lý. Ở Bình Dương hai người hỏi thăm nhau coi có gần nhau không? Em ở đâu em? Dạ, em ở Thuận An, Bình Dương ạ. À, anh ở Tân Nguyên, chắc cũng không xa lắm. Rồi, bây giờ điểm mạnh với điểm yếu của mình đi. Ưu điểm của em là người biết lắng nghe, chia sẻ, biết quan tâm người khác. Em thích trẻ con và về nữ công gia chánh hay là thiếu thương may vá thì em đều biết một ít ạ. À, rồi. Dạ, điểm yếu thì em hay run, tình em ngại đám đông, em ít nói quá. Anh em bảo em may thì mùa đông nói một tiếng, mùa hè nói một tiếng, chán lắm. Cổ rung lắm, cơ mặt tay chân rung hết trơn vậy đó. À, điểm mạnh điểm yếu của bạn trai là gì? Tính tình là em vui vẻ, hòa đồng, hài hước, tự lập, biết rồi chút về nấu ăn, biết một chút về hát và nhảy múa. Em thì thích đi ăn cùng bạn bè. Đặc biệt là em rất ăn nhiều. Nếu mà trong lúc đói hoặc là thèm ăn gì đó thì em có thể ăn rất là nhiều. Ví dụ như em có thể ăn từ 5 đến hơn 5 tiếng cơm. Điểm yếu là gì? Điểm yếu là gì? Em tự nhận mình là người hơi nóng tính. Lúc mà người ta có thể nói xấu mình hoặc là làm mình khó chịu, hoặc là những công việc áp lực căng thẳng mình làm mình khó chịu thì em cũng kiềm chế. Nhưng mà khi lúc đó em có thể bộc lộ ra cho người ta biết là mình khó chịu. Em gái, em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em chính thức em chưa có mối tình nào. Dễ thương vậy mà sao vậy? Lúc còn đi học thì bố mẹ em không cho yêu. À. Còn khi đi làm rồi thì do là môi trường công việc của em toàn là gái, không có trai. Chưa có một mối tình nào, vậy là chưa nắm tay, chưa hôn gì hết đúng không em? Dạ chưa. Chưa luôn. Còn bạn, mấy mối tình rồi? Dạ, em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ hai thì mẹ quen 3 năm, chia tay được 1 năm. Lý do? Trong thời gian quen nhau thì cũng giận hờn rồi chia tay rồi quay lại, rồi từ đó thì tình cảm hai đứa thấy xa cách dần. Bây giờ mình chưa trải qua một mối tình nào nhưng mà mình có thường hay ấp ủ mình tưởng tượng người đàn ông của mình là như thế nào không? Không nên quá đẹp trai. Tại sao? Đẹp trai thì đào hoa. Em sợ. Chưa chắc em có những người đẹp trai không có đào hoa mà đào mỏ không à. Gì vậy anh Linh? Không thiệt mà, anh nói thiệt. Trong xã hội rất nhiều người đẹp trai cũng đào mỏ. Cũng có nhiều người không đẹp trai nhưng đào hoa. Rồi, còn gì nữa không? Chứng chặt, biết lắng nghe mà chia sẻ. Ừ. Nói được thì sẽ phải làm được. Ngoại hình thì cao từ 1m7 đến 1m8 là được. Cao chi dữ vậy? Có điểm nào mình không thích ở người bạn trai không? Dạ, bạn trai thì không được ra trước. Đừng có lòe loẹt quá. Trai mà lòe loẹt gì em? Thì giả sử như là ăn mặc cầu kỳ quá, bỗng loạn quá, bóc tai chạy chuốt quá đúng không? Dạ, đúng rồi. Là không được đúng không? Đúng rồi, không được. Nghe những tiêu chuẩn bạn gái đưa ra, bạn trai thấy mình đạt được bao nhiêu phần trăm? Dạ, thấy cũng chắc 70-80 quá chị. Không được loè loẹt chạy chuốt quá nha. Phải bụi đời lên chút xíu. Mẫu người lý tưởng của em thì sao? Về tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, hài hước, thông minh, chăm sóc cho gia đình, biết cách tự lập. Về ngoại hình thì cao từ 1m55-60 được. Dễ nhìn, da trắng, tóc dài. Em không thích điều gì người phụ nữ? Về cách về nói nhiều quá. Nói nhiều, là... cô kia không có nhiều rồi đó. Mùa đông nói câu, nói mùa thu nói câu, mùa hè nói câu. Cần, nếu mà cần nhằn gì đó nhiều quá thì cũng không được. Bên đây không cần nhằn, không nói nhiều. Tại vì có nói đâu, cần nhằn. À. Chị Cát Tường ạ. Chà, cái này cũng có vẻ chải chuốt quá ha, láng gọn quá ha. Nãy ta nói rồi đó, cào chứ nó
Em cao bớt rồi đó. Cao rồi đó hả? Em cao mét mấy? Em mét 7. Phổi em tốt không? Dạ tốt thì. Có hút thuốc nhiều không? Dạ không. Có nhậu nhạc gì không? Có nhậu một tí. Mình làm bên ngành này mình đừng có nên nhậu nhạc say xỉn chi, mình phải làm gương chứ. Dạ dạ. Nhậu thoải mái vô nó chụp có nó nghỉ. Rồi, em có yêu cầu gì về phía nhà gái không? Không có gì hết cái gì. Sao cũng được hết à. Trời ông này ông dễ tính quá ha. Ừ dễ bên đây. Thu xu một chút đi. Dạ. Láng quá. Dễ thương. Có cái ba lúng đồng tiền nhỏ nhỏ. Hiền là được chứ. Được, anh ở đây phong độ lắm. Anh qua anh coi coi bạn đàn gái thế nào nha. Em chào, em chào anh gái. Dạ. Giọng nói dễ thương quá ha. Dạ. Về Bình Dương ở, xong rồi vô bệnh viện phụ anh kia được không? Anh bên xin cho em tổng luôn. Bên bán thuốc, bên chụp hình. Em bán thuốc anh. À, bán thuốc không? Dạ. Nhưng mà xin thế này, tới giờ chú người yêu lạ thiệt nha. Bố mẹ không cho. Giờ bố mẹ cho chưa? Giờ bố mẹ bắt đi. Đầu tiên mẹ bảo cứ học xong rồi có kiếm người yêu cũng không sao hết. Xong giờ thì đăng ký đi, đăng ký lên mà kiếm người yêu. Già rồi. Đâu có già đâu. Còn trẻ lắm, tại ba mẹ cũng nôn đó. Nếu được thì bao lâu em đồng ý cho anh ấy tiến tới? Chắc là cho anh ấy thử thách một năm. Xong sớm sớm chút đi. Ông bà muốn có cháu ngoại rồi. Nhưng là mối tình đầu của em. Cho lâu một chút. Để yêu lâu một chút thôi. Nào vẫn yêu mà, đâu phải lấy nhau là hết yêu đâu. Yêu lâu chút cho nó có cái sự trải nghiệm về tình yêu đúng không? Dạ, em chưa được biết, em chưa biết yêu. Em có khi nào tưởng tượng ra nụ hôn chưa? Em xem phim rồi mà em thấy ghê quá. Ba hung mà thấy ghê. Có khi nào em thấy một người con trai hung người con gái mà em nôn nao sao động chưa? Em không biết nói sao. Nhưng em cũng thích. Bây giờ em có muốn có một người nào đó đến hôn em không? Phải là người yêu mình thích mình cho hôn chứ. Ừ. Trời xe lạnh ha. Âm nhạc nhẹ nhàng, bóng tối bao trùm lên. Đâu đó một cái bờ môi nóng bỏng. Nhỏ nổi da gà kìa. Lãng mạn quá trời. Bịt mặt. Anh mới tả tới đó thôi mà khổ thấy lãng mạn rồi đó. Đoạn sau để hồi em làm nha. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ, em đi với sư phụ của em. Rồi chị họ với hai người bạn của em nữa. Sư phụ. Chào đệ tử. Sao tình hình sư phụ sao mà để cho lính tới giờ còn không biết hung là gì? Em còn chưa biết nó chi đệ tử. Hèn chi, nó gọi là sư phụ. Sư phụ là chỗ đó đó. Chỗ đó đúng rồi, dạ. Hiểu lầm. Thì nãy giờ em ngồi dưới đây quan sát thấy thì em cũng được hai em thì thấy cũng xứng. Sự lựa chọn của hai em thì tùy. Chị cũng hy vọng rằng hai em sẽ tạo điều kiện cho nhau để có một cái cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Rồi, cảm ơn sư phụ. Em có đi với người nhà em là ai không? Em đi với bạn bè thân và thiết và đồng nghiệp hả? Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Thấy bạn gái ở đây cũng rất là xinh thì mong hai bạn cho cơ hội nhau để bấm nút. Rồi, cảm ơn bạn nhiều. Cố gắng ngày hôm nay phải có nụ hôn đầu đời nhé em. Hôm nay hy vọng có hai nụ hôn đầu đời. Anh có món quà tặng em. Quan điểm tình yêu của em là gì? Quan điểm của em là càng đơn giản thì càng hạnh phúc. Này giống anh. Cái hạnh phúc đó, nó không thể nào mà mãi mãi được. Mình có giận hờn hay là mâu thuẫn gì đó thì mình nghĩ đến những hạnh phúc đó, mình cảm thông và chia sẻ với nhau được thì lúc đó mọi chuyện sẽ qua. Em cũng nghĩ vậy. Em có gì nhận xét về anh không? Em thấy anh cũng hiền, cũng ít nói giống em. Cũng ít nói nhưng mà cũng khó, nhiều cũng khó diễn tả được những lời mình nói á. Bình thường thì em cũng không có ít nói, khi nào mà gặp bạn bè của em thì em nói nhiều. Anh còn... thì chỉ có người quen em nói nhiều. Em có thích đi xem phim hay là ăn uống gì không? Em thích xem đá bóng. Anh là cầu thủ bóng đá nè em. Nghiệp dư thôi. Em thích những người mà biết đá bóng. Anh đá tiền đạo á. Mẹ, hôm nào anh mà đi thì em sẽ đi cổ vũ cho anh. Lúc đó. Dạ. Nói chung là em mê bóng. Dạ. Lúc này thì anh cũng có một cái món quà nhỏ tặng em. Rồi một món quà nữa, anh tặng dành cho em. Dạ. Cứ nhìn cho rõ.
chụp X quang hả? Dạ em có. Em mang chút khiêm xin chúng dạy đó. Xin con tin rẽ lối, tìm giây phút nghẹn lời. Cho đêm trôi phai, để những ánh mắt đôi môi chạm nhau mang theo gọi mời. Xin cho đất tan vào những đắm đuối mênh mang. Khi em ghé ngang, đời chân mang sức hướng thiên đàng. Và cho những năm ba lại đến lấp kín. Trong tiếng nhạc du dương hồn xa theo bước ta lần lần, dù ngàn kia ta vẫn chờ, chỉ cần có phút giây để trao yêu thương. Your spirit is always you. Rồi đó. Chịu rồi đó nha, có đầu tư ghê luôn nha. Dễ thương quá. Nhảy là đã đặc biệt rồi, còn có đoạn đưa đưa với tờ giấy nữa. Dễ thương quá. Khi em nên em thấy mình hợp nhau và tin tưởng anh thì cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau em nhé. Cảm nhận của em như thế nào về phần trình diễn của anh ấy tặng cho em vừa rồi? Cái này ai em giữ đi, em giữ nha. Làm kỷ niệm em. Em làm giữ làm mối kỷ niệm. Mối tình đầu đó là sưu tập là những kỷ niệm. Khó duyên lắm. Rung động. Lần đầu tiên có người làm vậy với em luôn. À. Em cảm ơn anh. Nếu mà em cảm thấy mình rung động trước anh hoặc là tin tưởng anh và mấy chúng mình hợp nhau thì hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Để hẹn hò với nhau. Hết thời gian. Dễ thương quá. Hy vọng rằng mối tình đầu sẽ xuất hiện. Nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. 1. Hãy bấm bằng cả trái tim nha. Bấm bằng cái sự rung động của con tim. 2. 3. Hết thời gian. Wow. Tuyệt vời. Nào, hãy nắm tay nhau. Cái nắm tay đầu tiên đấy. Và một nụ hôn sẽ xuất hiện. Hôn làm sao để cô ấy nhớ, không bao giờ quên nụ hôn đó. Cho anh hôn em nhé. Để tôi coi dính chưa. Chưa dính. Sát vô nữa. Rất dễ thương thưa quý vị. Chúc hai em sẽ hạnh phúc và sớm báo tin vui cho chương trình. Nắm tay nhau thật chặt và đừng bao giờ buông tay nhau các bạn nha. Dạ thì em lấy anh ba thôi, anh thù ta 3.5 được không em, cuối lời. Đúng rồi, lấy ba 3.5 hàng tháng ha. Đúng rồi. Được, cũng được, anh em mình làm ăn nha. Trời ơi Linh ơi Linh, bữa nay đi hẹn hò mà ông bàn cái chuyện làm ăn là sao trời. Dạ, có lấy lại phòng trọ cho thuê cũng được. 3 mối tình nhưng mà thì cái mối tình thứ hai của em á là người đó em có đăng ký kết hôn luôn. Vươn lên trong sự nghiệp, có ý chí trong sự nghiệp thôi. Nhưng mà anh đảm bảo những điều đó. Tại vì cái đầu óc của anh á, anh nói anh nhìn đâu đến cái tiền á. Nhà trai. Đây, chào em trai, anh ngồi. Xin mời nhà gái. Mình nói chuyện lớn lên để cho giao lưu cái tiếng nói đầu tiên ha. Để chút xíu mình gặp nhau luôn. Mời bạn trai. Dạ, xin chào tất cả quý vị và khán giả trong trường quay. Và chào anh Nguyễn Linh với lại chị Hồng Vân. Chào em. Em tên Vũ Hoàng Hiệp. Năm nay em 40 tuổi, nghề nghiệp em là tự do. Quê gốc của em là Hà Nam nhưng mà sống và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Là công việc gì? Công việc của em là em nhà em có cho thuê phòng trọ. Ừ, quận mấy? Ở Phú Nhuận.
Nào anh tới anh thuê vài phòng nha. Đợi em đang có dự kiến xây thêm 10 đó. Vậy cho anh thuê 10 phòng đó luôn đi. Anh cho thuê lại thôi chứ gì chứ. Dạ vì em lấy anh ba thôi, anh thù ta 3,5 được không em có lời. Đúng rồi. Lấy 3,5 tháng ha. Đúng rồi. Được, cũng được, anh em mình làm ăn nha. Trời ơi Linh ơi Linh, bữa nay đi hẹn hò mà ông bàn cái chuyện làm ăn là sao trời. Kệ, có lấy lời phòng trọ cho thuê cũng được. Mình giới thiệu về mình đi bé. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em là Võ Thị Ngọc Thủy, năm nay 35 tuổi. Em là nhân viên bán hàng. Rồi em ở đâu? Em ở với ba mẹ em ở Gò Vấp. Em nói luôn đi, một cái ưu điểm gì, nhược điểm gì? Thì tính em trầm tính và ít nói. Thì ưu điểm em là thuộc tiếp người hoàn toàn của người phụ nữ gia đình. Thì em biết vun vén cho gia đình, biết tiết kiệm, biết sạch sẽ gọn gàng và chăm sóc chồng con. Nói chung là em thuộc tiếp người phụ nữ hoàn toàn á. Thì biết nội trợ. Phụ nữ thuần chủng đó. Dạ. Phụ nữ của gia đình đó. Dạ. Em quản lý phòng trọ được không? Dạ được anh. Luôn quá em, được. Em rất là thích kinh doanh. Nếu mà có duyên với nhau thì em sẵn sàng về giúp cho anh quản lý phòng trọ. Thấy chưa? Được tuyệt ha. Vời, tuyệt vời. Hiệp, điểm mạnh điểm yếu là gì? Dạ. Chào em. Dạ. Nói lớn lên coi nào. Dạ. Ưu điểm của em là sống tình cảm. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm là hơi nóng tính, dễ tin người. Nóng tính cỡ nào? Em im lặng là đi ra ngoài. Ừ, được. Rồi. Rồi cái đường tình duyên của em sao? Em có mấy mối tình rồi? Thực tế ra là em có 3 mối tình, nhưng mà thì cái mối tình thứ hai của em á là người đó em có đăng ký kết hôn luôn. Ừ. Là đã ly dị rồi. Là có một đứa con. Người, ở với mẹ. Ở với mẹ, mẹ lấy chồng rồi. Được 8 tuổi. Gái hay trai? Con trai. Rồi em có gặp thằng cua 8 tuổi của em không? À, năm ngoái em có gặp, vì dính dịch cái là giờ từ hôm dịch giờ em đi không đi đâu được hết á. Vì em mong muốn điều gì ở cái người phụ nữ đó? Phụ nữ em chỉ cần người ta hiểu chuyện thôi, chân thành, có gì nói đó, tế, sống thực tế thôi. Em thì 40 rồi, cái suy nghĩ nó cũng cứng rồi, nên em biết lắng nghe nhiều hơn và em hiểu chuyện. Cho tôi hỏi đàn gái xíu nào. Dạ. Đàn gái có đường tình duyên thế nào vậy? Em có hai mối tình, một mối tình là sinh viên, một mối tình là cũng chia tay gần đây. Mấy năm? Một năm, nói chung là anh đó không biết tôn trọng và chia sẻ. Chia tay bao lâu rồi cơ? Dạ khoảng 3 năm ạ. Nhưng vấn đề chỗ nãy giờ em nghe câu chuyện anh bên đây, em cảm nhận thế nào? Em có lo lắng điều gì không hay là em có ngại điều gì không? Em hỏi một câu là hiện tại anh vẫn đang hàng tháng cung cấp cho con phải không ạ? Có cung cấp và để một cái quỹ cho nó nữa. Vấn đề đó anh thì tiền bạc thì anh không có quan trọng cái phải như thế nào hết. Đó là con anh mà. Dù cả kể em cũng vậy. Sau này mà nếu là có chung với nhau á thì anh cũng chu toàn đôi bên cân bằng hết. Ý em á là giả sử như mình có duyên bấm nút với nhau á. Dạ. Thì á, em muốn là anh có cái sự rõ ràng với em, đừng có giấu giếm. Tức là em không phải là ích kỷ hay nhỏ nhen gì đâu, em muốn có cái sự rõ ràng với nhau á. À. Thì đó vậy thôi. Không hiểu hiểu mà. Hôm nay em đi với ai bé? Em đi với mẹ em và ba em. Rồi, chào cô chú. Rồi cô chú có ý kiến thế nào về người đàn ông này? Tôi thì tôi không đặt vấn đề quan trọng giàu nghèo hay là chu cấp hay thế nào. Dạ. Nhưng mà thấy là người đàn ông biết chăm sóc gia đình, phải dạ. thành thật, không rượu chè, hút dạ. sách, cờ bạc. Đó là điều tối kỵ của tôi. Bây giờ mình không có nói gì được, tại vì gặp nhau mấy cái phút ngắn ngủi quá, không dạ, có nói dạ. được gì hết. Dạ. Thì hai người có thể tìm hiểu nhau. Nếu có dạ. duyên có nợ thì tốt, còn dạ. không duyên không nợ thì cũng như là bạn bè dạ, thôi dạ, dạ. để quên nó. Chào hai MC dạ. Linh dạ. Vui vẻ hoặc bác và cô Hồng Vân dạ. xinh đẹp dạ. vui vẻ. Cảm ơn chị dạ. cảm ơn cô ạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bà chị Kết Nghĩa. Rồi xin chào chị. Dạ em chào chị ạ. À. Xin chào chị Quang, anh Hoàng Linh và chị Hồng Vân. Hiệp ơi, cô bé bên đây rất là xinh dạ. tính tình cũng năng động đó. Thì chị hy vọng là hai đứa cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu ha. Tại vì cái vừa qua cái câu chuyện của Hiệp bên đó thì lúc đầu thì nó hơi trắc trở đó. Chị hy vọng sau này thí dụ như được thì tụi em tìm hiểu kỹ hơn và đến với nhau cho hai bên gia đình vui vẻ. Dạ chị, cảm ơn chị. Cảm ơn dạ. chị. Hai bạn cũng lớn rồi, có thể đủ quyết định tương lai của mình. Mở rào. Bắt đầu đi Hiệp. Dạ, em tặng anh. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn.
Nói chung là cảm nhận đi, em cứ cảm nhận về anh đi. Ví dụ em có gì chia sẻ với anh. Anh hiện tại ở Phú Nhuận luôn hả? Đúng rồi. Thì hiện tại là em là nhân viên bán hàng, thì sau này em có thể thi lên làm quản lý. Nhưng mà cái hướng của em á là muốn là chồng trụ cột trên kinh tế chính và em bán hàng online. Hoặc là dài này sau này em sẽ phụ anh quản lý kinh doanh phòng trọ. Thì em rất là thích kinh doanh, thì ý anh thế nào? Thật sự ra cái kinh doanh phòng trọ nó chỉ là một cái bàn đạp của anh thôi. Là kia một cái để làm chân đi thôi. Còn thực ra cái định hướng của anh là anh qua dịch anh còn mở công ty. Tại vì anh có những cái quan hệ dịch vụ rất là tốt. Anh muốn mở dịch vụ công ty dịch vụ thương mại. Dạ. Thì còn anh biết cái định hướng em, như em nói là em có những cái tư tưởng về khoái kinh doanh. Thì anh nghĩ rằng là nếu mà có cơ hội chúng ta sẽ làm việc với nhau nữa nhiều hơn. Dạ. Dù như không có thành thì cũng thành này thành kia. Dạ. Phải không anh? Nhưng mà anh mong là anh cũng 40 rồi, em thì cũng 35. Phải không? Thì cứ cho nhau cơ hội. Cô bạn này là giống trong trí tưởng tượng của em không? Dạ, em thấy ấy rất là dễ nhìn mà. Dễ thương nữa. Dễ thương ha. Dạ. Còn em thấy anh này sao? Lúc mở rào ra em thấy... Thật ra thì em không đòi hỏi gì ngoài hình người đàn ông. Em chỉ quan tâm là người đàn ông biết tôn trọng và có sự vươn lên trong sự nghiệp, có ý chí trong sự nghiệp thôi. Nhưng mà anh đảm bảo những điều đó. Tại vì cái đầu óc của anh đó, anh nói anh nhìn đâu đến cái tiền á. Ta từng làm rồi, từng mở quán bún cá Kiên Giang ở trong phố Bùi Viện rồi. Nhưng mà mình mở ngu quá, mình cứ đưa cho cái cô kia đến nấu, cái tự nhiên cô bỏ đi, cái mình bơ vơ luôn. Dở vô đó đó. Thôi mình nói chuyện tình yêu đi, làm ăn hoài. Vì nãy nghe nói nhà Gò Vấp thì mình ở đường nào á? Em ở đường Cây Châm. À, Cây Châm thì anh từ nhà anh qua đó cũng gần mà. Dạ. Yeah. Gần sạch luôn á. Thì anh nếu mà được á, rảnh thì anh có thể mời em đi ăn. Dạ. Yeah. Mong em tạo điều kiện cho anh. Dạ. Yeah. Ok. Ai nhìn anh cái nhìn ban đầu á, người ta cũng nói anh khó gần. Nhưng mà khi nói chuyện anh rồi á, thì người ta lại muốn thân. Dạ. Yeah. Thật. Nhìn mặt anh nó khó chịu lắm. Nhìn mặt anh muốn nằm châu châu mày nè. Nói chung nhìn mặt hung dữ á. Thấy cái chân mày không là thấy hung dữ rồi. Ôi, anh Linh này có làm gì chị Dân không? Chị bị Dân áp cứ lực cho. Để em biết. Sao là nhìn ngồi cái thấy sao nè? Ấm áp không? Dạ có. Bây giờ Hiệp tới giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Yeah. Mình trao nhau cảm xúc ban đầu cái lại nắm tay cô gái đi. Đó, bước vậy tới em đi nói Hiệp. Cái gì chân thành nhất đúng đi rồi. Đó, mặc dù nãy là hai người đều ngầm nói là cho nhau cơ hội rồi đó, nhưng mà nhìn thẳng vào mắt nhau nói gì đó. Nhìn mặt anh hung dữ lắm nhưng mà anh rất là dễ thương. Mong rằng là mọi thứ là anh có thể làm cho em cảm giác an toàn. Cảm ơn anh. Bằng hành động, anh làm bằng hành động chứ anh dở thì như giặt á. Em cười tươi lên cái coi. Cười đẹp ghê mà nó không chịu cười. À, hát tặng bài đi Hiệp. Em hát một đoạn đứng nước cho mình vui nha. Đúng, hai tụi em cưới nhau tụi anh vui luôn á, cả nước vui. Còn mắc cả quá trời luôn. Ta đi trong mùa nắng sao vàng rực cờ tung bay. Rộn ràng về mê say những bước chân rộn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi. Một ngày vui giải phóng. Ôi, hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương. Yes. À, nhà gái mình làm liền em, đừng để bị thua. Chờ người tên lỡ, là tên đầu tên rực rỡ, tên trong di vắng nhạc nhòa. Vào mùa trăng đó, chẳng từ phương xa về như giấc mơ. Giọng giọng nghe rất là xúc động luôn á. Cặp này hát hợp nhau nè. Để xem đây có phải là người để cùng trò chuyện, tâm sự, cùng về chung một nhà hay không. Nếu đúng thì bấm ngay cái nút đó. 1 2 3. Trời ơi gian. Bấm một lượt luôn mới ghê chứ, nghe cái sát cấp. Dứt khoát luôn. Rồi bây giờ nè, có ba má nè. Bây giờ nắm tay, vẫn nắm tay thế nào. Nào, có ba được rồi đó. Bây giờ em phải xin phép bạn hôn một. Dạ, xin phép hai bác. Xin phép em nè. Ừ. Đó, trời ơi, đúng là cái hôn gọi là dạng ngõ luôn á. Rồi, đây là món quà của anh ấy dành cho em. Cảm ơn chị. Đêm nay nè cưng, đi xuống cầu thang, đi ngang chào ba mẹ cái. Rồi, một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Tưởng có gia trưởng không? Dạ, em thì cũng bình thường thôi ạ. Ừ, bình thường mà sao không có con gái dạ. nào bên cạnh nhỉ?
chắc là khó tính lắm đúng không Tưởng? Không phải, Tết nay về quê thì nhớ dắt người yêu về, không thì đừng có về quê nữa. À, không thì đừng về quê. Cho nên là áp lực nặng nề quá trời quá đó. Anh làm bên ngành cơ khí ấy thì không biết là dân kỹ thuật thì có khô khan không anh ha? Đúng rồi, anh cũng là người khô khan cho nên tới nay anh vẫn chưa có mối tình nào. Mời nhà trai. Đây, mời anh trai ngồi. À, xin mời nhà gái. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Tên là gì? Em tên là Hoàng Văn Tưởng, em đến từ Nghệ An, năm nay em 30 tuổi ạ. Hiện tại em đang làm nhân viên cơ khí tại công ty Tấn Tài ở Bình Chuẩn, Bình Dương ạ. Em vào Nam lâu chưa? Em làm được 5 năm ở Bình Dương. 5 năm rồi. Dạ. Rồi, bây giờ đến nhà gái mình nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, quý khán giả xem đài và anh bên kia. Em là Lê Kiều Trang, năm nay em 29 tuổi, thì quê em ở Thanh Hóa. Hiện thì em đang sống tại quận 12 và làm việc cho công ty thương mại của Mỹ tại quận Thủ Đức. Em nói luôn cho bên đàn trai họ nghe đi là cái khuyết điểm và cái ưu điểm của mình như thế nào? Dạ, cái ưu điểm của em ấy thì là em luôn luôn có suy nghĩ tích cực lạc quan, sống thì chân thành, nhiệt tình với mọi người. Còn cái khuyết điểm của em ấy thì là em hơi cầu toàn một xíu. Với bản thân em thôi, còn với mọi người thì em rất là thoải mái. Rồi mời nhà trai. Dạ, em ưu điểm của em thì em không hút thuốc ạ. Vậy em vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống. Em biết nấu ăn, còn là con người của gia đình ạ. Có khuyết điểm gì nào không? Khuyết điểm thì em hơi rụt rè trước các mối quan hệ mới bắt đầu quen ạ. À, rụt rè trước mối quan hệ bắt đầu quen. Dạ. Nhưng vậy... sang quen rồi thì không rụt rè nữa đúng không? Dạ, với lại khuyết điểm lớn nhất của em là năm nay 30 tuổi rồi mà chưa biết lấy vợ. À, chưa biết lấy vợ. Nhưng mà có mấy mối tình rồi? Em chưa có mối tình nào. Em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn hả Tưởng hả? Dạ. Hồi xưa giờ em chưa bao giờ yêu thầm trộm nhớ ai nữa à? Yêu thầm trộm thì em yêu thầm trộm nhiều nhưng mà em hơi bị rụt rè trong các mối quan hệ cho nên em không dám tiếp xúc á. Không dám tiếp xúc, không nói là yêu thương luôn. Dạ, ủa thân dạ. Em tôi vậy? Rồi còn mình thì sao? Mình có mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em thì có hai mối tình. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình cách đây 2 năm. À, em chia tay cách đây 2 năm rồi, lý do chia tay? Do là anh ấy hơi gia trưởng. Quen được bao lâu? Cỡ 6 tháng. 6 tháng, thế dạ. Gia trưởng mà chạy luôn. Dạ. Tưởng có gia trưởng không? Dạ, em ấy cũng bình thường thôi ạ. Ừ, bình thường mà sao không có con gái dạ. Nào bên cạnh nhỉ? Chắc là khó tính lắm đúng không Tưởng? Không phải ạ, bởi vì cái tuổi trẻ của em thì nó cũng hơi bị, gọi là hơi bị gian nan ạ. Mà dạ, lớn lên thì em có đi... xuất khẩu lao động được 5 năm ở Ả Rập Xê Út. Mà bên đó thì phương tiện liên lạc nó hơi bị hạn chế. Bởi lại bên đó cái phong tục tập quán của người ta khác. Giờ giấc nó cũng chênh lệch nhau nhiều. Cho nên là em cũng khó có thể là tiếp cận được một bạn nữ. Chưa bao giờ có ý tưởng là sẽ lấy vợ ở Ả Rập Xê Út. Bởi vì cũng có ý tưởng cũng không bao giờ được. Lý do? Mình không đủ điều kiện. Ờ, như vậy là 30 tuổi rồi mà mình chưa có một mối tình chính thức nào. Dạ, chưa có một lần nắm tay ai. Chưa có một lần nắm tay ai. Chà, em có áp lực không em? Em áp lực không? Hơi hơi ạ. Vậy thì cái hình mẫu lý tưởng của em thì như thế nào? Dạ, em thì cũng muốn tìm cho mình được một người bạn gái. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng với lễ phép. Ừ. Có cần đẹp gái không? Đẹp có thì cần... cũng dễ nhìn một xíu được. Ừ. Rồi có chịu đặt nặng về chiều cao như thế nào không? Bạn nữ cao tầm khoảng 1m55 rồi lên được. Ừ. Đã lên đây thì xác định là lên đấy để kiếm vợ. Kiếm vợ, quyết tâm cho bằng được. Đó là do em nha, bản lĩnh hay không là do em nha. Dạ. Vừa rồi có ông bạn ở ngoài quê vào, mẹ em có nhắn rồi. Nhắn mấy lời nhưng không phải là nhắn hỏi thăm sức khỏe. Mà có nói là Tết nay về quê thì nhớ dắt người yêu về, không thì đừng có về quê nữa. À, không thì dạ. Đừng về quê. Cho nên là... áp lực nặng nề quá trời quá đó. Ừ. Em xin mời anh điều tra, điều nghiên bên nhà gái em nhé. Ừ. Dạ, em chào anh. Chào em gái. Dạ. Em tưởng tượng một người đàn ông bên cạnh em là một người như thế nào? Một người điềm đạm, có hiểu biết, có chí cầu tiến. Nói chung là người ta đủ cái trưởng thành và có cái hướng về gia đình ấy.
Nhiều. Anh bên đây có chí cầu tiến nè. Có hết luôn. Trưởng thành cái có hết anh luôn. Anh bên đó là có hết luôn, chỉ có là chưa có người yêu thôi đó. Đúng rồi. Cái gì anh cũng có rồi. Dạ. Được đó. Dạ. Ha. Em đi với ai vậy? Dạ, em có đi với chú thím với lại hai bạn của em. À. Xin mời gia đình, đại diện gia đình đàn gái ạ. Xin chào Hensi, Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Xin chào quý khán giả trong trường quay. Tôi là chú ruột của cháu Trang. Mà hiện nay thì tôi đang sinh sống ở Bình Dương. Gia đình nhà cháu Trang thì ngoài Bắc, điều kiện xa nên là cũng không ai vào đây được. Còn đối với cháu Trang thì có thể nói thêm là cháu ngoan hiền và có cái đức tính linh hoạt, thông minh. Và xác định cái sự nghiệp của mình thì hướng phấn đấu là rất cầu toàn, cầu tiến. Còn đối với bên trai thì qua trình bày của cháu thì thực tế mà nói thì với em bên ngoài về hình thức rồi qua cái trình bày thì chúng tôi thấy là cũng được. Đấy. Có nghĩa là chúng tôi thấy cũng phù hợp với cái điều kiện rồi cái hoàn cảnh. Đấy. Thì bây giờ là chúng tôi cũng lên đây thì cũng mong sau đó là đây là cái duyên để hai cháu là gặp gỡ. Rồi là trao đổi thêm thì nếu mà được á thì tiến xa hơn, còn không á thì cũng là bạn bè, thì chúng tôi cũng mong vậy như thế. Rồi cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Em trai đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em, với sếp của em, với có anh em đi cùng. Rồi xin mời đại diện nhà trai ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào quý vị trong khán đài. Em là cấp trên của Tưởng ở trong công ty, cũng như là theo em làm việc mấy Tưởng từ đó tới giờ thì em thấy Tưởng là một người không phải nói là hiền mà rất là hiền. Mặc dù là trong công ty chứ thực chất là toàn bộ những người trong công ty đều chọc Tưởng. Ai cũng chọc được Tưởng, kể cả gái lẫn trai. Nhưng mà làm việc thì tốt không? Làm công việc thì rất là tốt, chuyên tâm, chuyên cần, đảm bảo hoàn thành công việc. Theo em thấy Tưởng và bạn gái bên này, thứ nhất là tướng bóc thấy hợp lý. Thứ hai, hai em thì anh thấy là đều là hiền. Có thể đến làm việc đến được với nhau thì là cái tốt. Hãy tạo điều kiện cho nhau, em xin hết. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Hình như là anh nói đúng đó, hai người rất là hợp với nhau nhiều thứ luôn á. Bây giờ hai bạn gặp nhau đi nha. Mở rào. Bắt đầu công việc của mình đi Tưởng. Đây, mình nhận mình quay rồi. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ, cũng có món quà tặng anh. Anh cảm ơn. Dạ. À, tặng cuốn sách có ý nghĩa quá hả? Dạ. Sao ý nghĩa sao em muốn tặng cuốn sách Hiểu Về Trái Tim này em gái? Trong cái cuốn sách này thì em cũng rất là tâm đắc. Nó cũng có những cái triết lý mà có những cái trải nghiệm sống sâu sắc. Khi mà mình đọc cuốn sách thì mình cũng có thể hiểu được cái diễn biến tâm lý cũng như là cái cảm xúc của mình. Tại sao lý giải được cái cảm xúc, tại sao nó lại như vậy để mình có thể có một cái cuộc sống thật là bình yên, thật là hạnh phúc ạ. Cảm ơn em. À, món quà của anh có một chú gấu. Anh muốn là gửi gắm cái tình cảm của anh vào chú gấu. Về em sẽ để đến giường của em, đầu giường của em. Có thể là mỗi tối thì nó có thể là được ngắm nhìn em mỗi tối. Hoặc là nếu như mà em muốn ốm nó cũng được. Dạ, em cảm ơn anh. Tuy nhiên nó hơi nhỏ xíu, nhưng mà nếu như mà em muốn một chú gấu mà ấm áp hơn và lớn hơn thì đây là, đó là anh. Dạ. Và chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Dạ. Rồi, mình ngồi xuống đi em. Hai bạn cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau đó. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh hiền. Có vẻ là ít nói. Đúng rồi, anh cũng phải là ít nói. Nhưng mà mới giao tiếp lần đầu thì anh cũng hơi rụt rè một chút xíu. Anh thấy em thì cũng người cũng tình cảm, cũng thoải mái. Hy vọng là chúng mình cho nhau một cơ hội để tiến tới có một cái kết cục nó tốt đẹp hơn. Dạ. Theo quan điểm của em như thế nào về tình yêu và hôn nhân? Em thì em quan niệm là trong tình yêu thì cần có phải sự tin tưởng chung thủy và cùng nhau xây dựng nó với có thể là đi với nhau lâu dài và hạnh phúc đó. Quan điểm của anh thì như thế nào ạ? Thì anh cũng quan điểm về tình yêu phải chân thật với tin tưởng nhau. Có gì thì hãy chia sẻ cho nhau và em hãy cởi mở cái lòng mình một xíu để anh có thể tiếp cận được em trong thời gian có thể nó gọi là nó rút ngắn bớt, nó thuận lợi thì Tết này có thể mình về ra mặt cũng được. Dạ. Anh làm bên ngành cơ khí ấy thì không biết là dân kỹ thuật thì có khô khan không anh ha? Đúng rồi, anh cũng là người khô khan cho nên tới nay anh vẫn chưa có mối tình nào. Trước giờ anh có cảm tình đơn phương với ai hay như nào không anh? Không, nói chung cảm tình thì anh chỉ có thích thoáng qua thôi. Nhưng mà để mà
cảm tình để mà mình si mê này kia anh chưa có. Chưa có cảm tình với một ai luôn đó. Nhưng mà thật sự là bây giờ ngồi nhìn cô gái bên đó đi. Em có một chút xíu gì cảm tình, một chút gì đó, gọi là con tim nó có thay đổi, một rung động gì chưa? Dạ, ở đâu á? Ở đây hay là... Đấy, ở đây, đấy, ở đây. Anh hỏi đâu giờ? Ở đây thì tất nhiên anh em gặp bạn nữ thì em cảm thấy là cũng thích rồi. Nói chung cái con tim của em nó đập rất nhanh, rất hồi hộp. Trọng đoái của em nó cũng hơi luôn. Bây giờ nè, mình còn thêm một chút giao lưu cảm xúc nữa ha. Mình biết tới, mình nắm tay hai cái tay cô gái, đứng lên. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay luôn nào. Để mình trao nhau cảm xúc ban đầu. Mình hãy cho nhau một cơ hội nha em. Nãy giờ xin cơ hội hoài, nói tiếp đi nào. Nãy giờ xin ba lần rồi đó. Nói về những suy nghĩ của mình với cô ấy đi. Lời thật nhất á. Anh thấy em cũng là con người là hiền, cũng chính, cũng mẫu người, cũng giống như mẫu người của anh chọn. Thì em hãy xíu nữa hãy bấm nút nhé. Vâng, xíu nữa mình sẽ biết. Nếu như mà em mà chọn một con người để cho mang lại cho em một sự giàu sang, sung túc hơn thì chắc là anh cũng chưa có thể hứa được. Nhưng mà anh có thể hứa với em là anh có thể mang lại cho em được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, và có, em có thể cảm thấy an toàn ở khi ở bên anh. Yes. Đấy, được đấy. Nào, nhìn thẳng vào mắt nhau, hát một bài nào đó thật cảm xúc nào. Vấn đề bây giờ em đang chinh phục cô gái đó. À, rồi thì nói chung em đến từ Nghệ An. Thì anh sẽ muốn hát cho em một bài Dòng Nghề Tìm Về, để là em tìm về với anh luôn. Nhìn cô nghe gái hát tiếng ái quen giữa dòng người xa lạ, một cái bắt tay nỉ em người mẫu đỏ. Cái giọng quê ta đậm đa sâu nặng, tiếng nói quê mình mộc mạc mà thương, tiếng của quê hương về trong nỗi nhớ. Đã gặp nhau rồi ranh dễ làm quen, đưa nhau tìm về hai chữ đồng hương. Giờ gặp nhau đây xôn xao tiếng nghệ, mời anh mời chị mời bạn mình ơi, em yêu giọng nghề thì anh dắt em ta cùng về. Thì anh dắt em ta. Dễ thương. Bạn gái hát hát lại đi. Em thì em không có có cái năng khiếu hát, nhưng mà em thấy là trong cái cuốn sách này nó cũng có một xíu đoạn thơ mà em cũng cảm giác là mình tâm đắc. Thì em xin đọc cho mọi người cùng suy ngẫm. Ngày mai sẽ ra sao bây giờ ai biết được, phút hiện tại nhiệm màu, hết lòng với nhau trước. Trở về ghi cho các bạn. Chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra thật sự con tim mình có rung động chưa? Một nửa mảnh ghép này có phải là của chúng ta hay không? Nếu thật sự, chúng ta đừng ngại ngùng gì cả, bấm ngay cái nút bấm đó, không cần đếm. Còn nếu không, thì chúng ta để dành nút bấm đó cho người khác. 1 2 3 Hết thời gian. Em không bấm hả? Em gái không bấm. Không sao. Thật sự là có vẻ em cảm nhận đây là chàng trai nhút nhát hay là như thế nào? Dạ thì thực ra là em cũng thấy anh hơi nhút nhát một xíu. Nhưng mà em cũng rất là quý cái sự chân thật của anh. Rất rất là chân thật. Thì là em nghĩ là em cần thêm thời gian. Nếu mà trước là có thể làm bạn thì còn trong cái giây phút này thì em cảm thấy là mình nên sống thật với những cảm xúc của mình thì sẽ tốt cho cả hai người. Thôi. Chúc cho ta sớm tìm được hạnh phúc ở đâu đó xung quanh chúng ta thôi các bạn nhé. Rồi bây giờ mình nhận quà của chương trình đi. Rồi chúc hai đứa mau tìm được một nửa của em. Cảm mình ơn nha. Chương trình ok tự rồi, mỗi người một con đường. Rất tiếc cho chàng trai nhưng không sao. Trên sóng truyền hình có rất nhiều cô gái cũng sẽ nhìn thấy chàng trai đó là một nửa mảnh ghép của mình. Hãy gửi nút bấm về cho chúng tôi nhé. Và cũng rất nhiều chàng trai hãy gửi nút bấm về để chọn cô gái của chương trình. Chúng ta sẽ làm quen với nhau và biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ là một trong những người có thể chinh phục được trái tim của những người trong gia đình bạn mối ngò mà họ chưa bấm nút. Bây giờ chúng mình gặp cặp đôi thứ nhì đi ha. Xin mời. Con gái mà lúc nào cũng muốn được nhỏ bé trong vòng tay của người mình yêu. Được không em trai? Ok ạ. Ok. Chăm sóc như một người cha chăm sóc cho con. Đấy không được, không được. Vợ chồng chứ làm sao mà cha con được. Không, tức là đây là tờ 50.000 em đặt bao nhiêu cái tờ? Cái này là em muốn 50 tờ tượng trưng cho
em gắn liền với bạn ấy 50 năm. Trời ơi, hợp lý nha. Anh không phải hỏi nhiều nữa, tại vì anh thấy em quá hợp lý rồi. Anh không muốn hỏi gì thêm nữa. Vậy mà kêu nhát gái. Trời ơi, ăn nói vậy mà kêu nhát gái. Mời nhà trai. Oh. Wow, wow, wow. Hú hé quá, bên đây tò mò quá. Cầm đây. Mình giới thiệu đi nhà gái. Con chào chú Quyền Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Diễm, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Diễm. Năm nay em 25 tuổi. Em quê ở Tây Ninh. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Tây Ninh luôn. Công việc hiện tại của em là quản lý siêu thị Bách Hóa Xanh đó chị. Bây giờ mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái nghe nè. Xin chào anh Cạch Quyền Linh và chị Ngọc Lan và chị chào bạn nữ bên kia. Em xin giới thiệu là em tên là Kim, Bùi Hoàng Kim. Năm nay là 33 tuổi. Hiện tại là em đang kinh doanh tự do bên ngành mắt kính. Quê quán thì em ở Thái Bình, còn em sinh sống và làm việc tại Hậu Giang. Mua bán mắt kính hả? Không, em kinh doanh ngành mắt kính. Ngành mắt kính tức là mình mở cửa hàng riêng hay sao? Tiệm mắt kính. Bên kia là quản lý nhân viên ở siêu thị, bên là chủ cửa hàng mắt kính. Hai người hợp tác nhau được đó. Em gái ơi, nó hơn khá khá tuổi chút xíu, em thấy được không em gái? Dạ, thưa chú thì con không có quan trọng tuổi tác chú ơi. Mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của nhà gái nghe coi nè. Ưu điểm của con thì đầu tiên là dễ ăn dễ ngủ á chú. Luôn có trách nhiệm với những cái công việc mà mình làm hoặc là mình phụ trách. Rồi ưu điểm cuối cùng là do con làm trong siêu thị á, thành ra mấy cái việc như là lựa rau nè, làm cá nè, mấy cái đó con làm được hết. Tháo vát quá trời. Nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là hiền lành, dễ nói, gặp ai cũng nói chuyện được. Nhưng mà Thái Bình sao mà vô tới Hậu Giang lận? Dòng đời xô đẩy. Cái này xô hơi mạnh nha. Ở dưới thì em ở với ai? Hiện tại em ở một mình, vào đây một mình luôn. Mà sao không vào thành phố Hồ Chí Minh đi xuống thẳng Hậu Giang luôn? Em vào rất nhiều tỉnh rồi. Có nhà riêng ở dưới hay mình thuê? Cái đấy là em đi thuê tiệm, mở tiệm ở tại tiệm luôn. Lúc này mắt kính làm ăn khá không? Nói chung là mắt kính vẫn thua nhiều ngành nghề khác anh ạ. Không có thua đâu, lúc này tao đến tiền anh nhiều quá tao bị mờ đó. Nghe tới cũng nhiều thì chắc làm ăn cũng khá ha. Không, mấy cái ngành nghề khác thì làm ăn tốt hơn, ổn hơn. Em chỉ mức đủ sống. Bây giờ lấy vợ, chuẩn bị gì lấy vợ chưa? Em thì chuẩn bị từ ba mấy năm rồi, chứ không phải đến bây giờ. À đó. Nhà trai tôi lý lịch trích ngang là vậy đó, nhà gái thấy sao? Nói chung thì có chí thì nên thôi. Bây giờ mình hỏi về tình trường đi. Em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có 3 mối tình rồi chị, dài nhất là 1 năm. Sao chia tay? 3 mối tình em chia tay đều là yêu xa á chị. Rồi bây giờ người Tây Ninh còn người Hậu Giang. Thật ra nhau luôn em. Thật ra thì em mới từ Hậu Giang về Tây Ninh sống luôn á chị. Em mới từ Hậu Giang về Tây Ninh sống luôn á chị. Trời ơi. Em về Tây Ninh hồi đầu tháng 6. Em ở dưới Hậu Giang 3 năm. Xong sao tréo ngoeo quá vậy? Mấy bạn giống như chơi rượt bắt nhau vậy đó. Dạ, chào chàng trai. Chào chị ạ. Bên kia người ta yêu xa nên người ta chia tay đó. Mình tính sao, mình có dọn qua Tây Ninh không? Tại vì tiệm em nằm một chỗ để dọn cũng hay mình kéo người ta về. Chắc kéo người ta về. Tại ngày xưa người ta cũng ở Hậu Giang mà. Vâng. Bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì 4 mối tình. Toàn cấp 2, cấp 3. Chia tay do tính em nhút nhát quá. Nhút nhát quá. Còn mối tình thứ 3 thì mới cách đây tầm 6 năm. Tại vì cô đấy cũng quen mình nhưng không biết là mình là người thứ 3 lúc nào. Đoạn trường còn quá. Người thứ tư thì do cô ấy kém cái chênh lệch tuổi quá nhiều, ngày nào cũng cãi nhau, ngày nào cũng chia tay, nói chung là mình đây kém tới 8 tuổi rồi đó. Không, kia kém đến 14-15 tuổi rồi. Ô là con rất là trẻ luôn. 25 tuổi hả? Là sinh năm mấy ta? Dạ con sinh năm 97 á chú. 97 hả? Dạ. Ba mối tình chắc cũng kinh nghiệm yêu đương nhiều lắm nè ha. Hay gì chứ, đâu có kinh nghiệm gì đâu chú. Bây giờ mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào? Ngoại hình thì con thích bạn nam cao hơn con. Cao hơn? Cao. Tại vì con có 1m52 à. Bạn kia 1m53. Bạn kia 1m53. Dạ. Nói là chứ cao hơn cũng khúc á. Dạ, rồi con cũng thích bạn nam hơi mập mập một chút. Nó cũng hơi mập chút à. Gần mập thôi. Dạ. Mập cỡ chú được không con? Dạ, được, cũng được cái chú. Hôm nay lên 8-9kg nữa. Hôm nay lên 8-9kg nữa.
gì nữa? Bạn nam thì không cần trắng đâu, cũng không cần đẹp trai lắm. Cũng không trắng mấy, yên tâm yên tâm. Con thích bạn nam về tính cách thì con thích bạn nam vui vẻ, dễ gần. Bạn này có đó. Bạn nam không hút thuốc, nhưng mà đi nhậu thì được chút. Sao, có hút thuốc không? Không. Chưa từng hút thuốc. Có nhậu không? Cái đấy thì người ta mời thì công việc thì... Đó, được. Gì khó hơn đi? Không có tính gia trưởng á chú. Mình nói hiền mà. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Con muốn giống ba con. Ba con luôn dành những điều tốt nhất cho con. Coi như là bạn trai con, phải chăm sóc con như là ba con chăm sóc con vậy đúng không? Rồi, đại khái nó vậy đi. Con gái mà, lúc nào cũng muốn được nhỏ bé trong vòng tay của người mình yêu. Được không em trai? Ok ạ. Ok ạ. Chăm sóc như một người cha chăm sóc cho đấy, con không được, được không? Không được. Vợ chồng chứ làm sao mà cha con nữa. Không, tức là yêu thương á. Yêu thương trọn đời luôn á. Là không bao giờ gọi là không bao giờ làm tổn thương. Làm tổn thương hơn con gái của mình. Em chưa bao giờ làm tổn thương con gái. Những người ta toàn tự chia tay, em chưa làm tổn thương người nào hết. Rồi. Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Mẫu hình lý tưởng của em là chị. Hả? Nói lên nói chị cho vui thôi, chứ còn thực sự thì em mẫu hình lý tưởng thì không cần thiết nhờ. Chỉ người cô gái nào hiền lành, dễ tính, lo cho gia đình là được. Bên đây á, thật ra nè, gương mặt cũng rất là xinh nha. Cười tươi như chị Ngọc Lan luôn á. Vậy cái điều gì mà em không thích ở phụ nữ? Nói nhiều quá, nói nhiều là em đau đầu. Phụ nữ nào cũng hay có nói là phải mình không làm đó, rồi mình ta nói thôi chứ gì. Chị nghĩ là em nên tập làm quen với những cái âm thanh sống động như vậy trong gia đình. Tại vì cái cô tình trước nói em chị không nổi. Nó mà chị không nổi. Thật ra đó em phải quan điểm này nè. Giọng nói của người phụ nữ trong gia đình là âm thanh vàng đối với tất cả những người đàn ông. Phải quan điểm vậy thì đó là kim chỉ nam trong cuộc sống mà. Người ta nói toàn đến 3-4 giờ sáng thì em còn kinh doanh không ngủ thể ngủ được. Em phải suy nghĩ không thể nào ngủ được. Vậy là em mệt rồi. Bây giờ em về em có chiêm nghiệm câu quanh nè nha. Gần như tiếng càm ràm nó trở thành một sự yêu thương trong mỗi gia đình chúng ta rồi. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi, em trai đi với ai? Em đi với cháu, cháu em. Cháu gì mà bự dữ vậy? Cháu chào chú Quỳnh Linh và em chào chị Ngọc Lan. Thì cháu tên là Giang, cháu là cháu của chú Kim. Thì hôm nay đến đây để cổ vũ tinh thần cho chú Kim. Để chú sẽ tìm được một người vợ. Nói chung là khi mà nghe cái câu đầu tiên á, nói là cho phép cháu gọi là cô luôn nha. Tại vì cháu đồng ý luôn rồi. Thì cái câu đầu tiên mà nhà gái nói là làm ở Bách Hóa Xanh á, thì cháu thấy ok rồi đó. Tại vì cháu cũng làm trong tập đoàn MWG Thế Giới Động á. Bách Hóa Xanh là một phần của Thế Giới Động. Thì những cô gái mà làm bên Bách Hóa Xanh á, thì rất là chăm chỉ, chịu khó. Cái ngoại hình của cô bên này thì cũng rất là xinh gái nữa. Tính cách lại hiền hòa, hoạt ngôn nữa. Rồi vui vẻ thì có thể bù qua cho chú của cháu. Chú của cháu thì khá là nhút nhát, nên là hai người có thể bù trừ cho nhau. Đó, chú Kim ơi, cháu có một lần nhắn gửi, nhớ giữ nha, bấm nút liền tay luôn cho chú ha. Hôm nay gia đình chú Kim đi đông không? Gồm có cháu và anh chị em bạn bè kế bên này với lại ở bên kia nữa, cổ vũ nhiệt tình luôn ạ. Trời ơi, quá trời đông. Chú Kim có tật xấu gì không cháu? Chú Kim có tật xấu rất là, hồi nãy chú có nhắc là chú cực kỳ nhát gái luôn, cầm tay cũng không dám. Vậy mà chú năm mối tình á? Cháu cũng không biết là năm mối tình nào nữa, không biết được bao lâu. Chú thì rất là dễ thương và chịu khó. Từ nhỏ là chú đã bươn trải một mình rồi, tự tay gây dựng lên sự nghiệp. Chú nói là đủ ăn thôi, nhưng mà cháu nghĩ là chú có thể lo cho gia đình rồi xây dựng cái tương lai vững chắc đấy. Bây giờ có thể gọi là chú Kim là ông chủ đó. À, yeah. Hay quá. Rồi, cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu. Nhà gái đi với ai cơ? Dạ, hôm nay em tới đây với em gái ruột của em, với lại là hai người bạn đại học á. Dạ, con chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ, chào anh. Dạ, em là Thúy, là em của chị Diễm. Nãy giờ ngồi bên đây thì thấy anh bên đây rất là hiền, dễ thương. Anh ơi, chị em bên ngoài thì mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra thì chị em rất là yếu đuối, không biết là anh có thể che chở cho chị em được không? Trả lời liền. Bao giờ che chở được, mình làm trụ cột gia đình. Rồi ví dụ như là chị em thì muốn định cư ở Tây Ninh luôn á, thì không biết là anh sẽ như thế nào ạ? Dù định cư đấy, tại vì cửa hàng anh một rời đi một tỉnh khác thì nó rất mất thời gian. Ở đấy có điểm đẹp thì anh sẽ dự định về đấy. Em hy vọng là chị và anh thì có thể là
tiến xa hơn. Cảm rồi. Ơn em. Thật ra cái này là chuyện lập nghiệp á, nó cái chuyện dời đi ở đâu nó không quan trọng, quan trọng là mình có yêu người đó hay không. Chỗ nào có nhiều tiền mình ở đó, chỗ nào phát triển kinh tế tốt mình ở đó thôi, và chỗ nào có tình yêu là có sự thành công. Đúng rồi, đơn giản vậy thôi. Rồi mở rào. Chương trình anh chưa chuẩn bị nhiều nên tặng em món quà. Cảm ơn em. Bao nhiêu tờ? Đây là tờ 50.000, em đặt bao nhiêu cái tờ? Cái này là em muốn 50 tờ tượng trưng cho em gắn liền với bạn ấy 50 năm. Trời, hợp lý nha. Em cũng có món quà muốn tặng anh. Ở trong này là một cái móc khóa có hình con gấu. Anh mang theo nó. Dạ, coi như là kiếm với em. Cảm ơn em. Kiếm mở con gấu màu hồng ra cho mọi người xem. À, em cũng có một con nữa. Con của em màu nâu. Cặp à? Dạ. Thật hợp lý quá. Dạ. Các bạn cảm nhận về lần đầu tiên gặp mặt đi thế nào? À, em thấy gặp bạn gái là khá dễ thương. Đây là người lý tưởng của em. Em thì cũng rất là ấn tượng với anh. Tại vì nhìn anh thì trẻ hơn so với tuổi. Hồi nãy lúc mà nghe giới thiệu tuổi thì em cũng bên này cũng nghĩa lớn rồi, trưởng thành. Nhìn lại thì cũng còn trẻ lắm anh. Dạ. Cảm ơn em. Nói chung mấy người lớn tuổi người ta cũng trẻ hơn với tuổi nhiều lắm á con. Chú cũng vậy, chú cũng trẻ hơn tuổi nhiều. chú là lúc nào cũng trẻ mà chú. Ui, cảm ơn con. Mát lòng mát dạ, chú chủ yếu nói nhiêu đó để người ta nói lại thôi. Bây giờ mình nói chuyện hẹn hò đi. Anh cho em hỏi là anh ở ngay thành phố Ngã Bảy không? Anh ở thị trấn Kinh Cùng. Hồi trước em làm ở Bách Hóa Xanh, thị trấn Kinh Cùng á. Anh mua hàng hóa trong đấy rất nhiều. Dạ, không biết là anh có gặp em không ha? Cái đây anh chắc chưa, là gặp rồi. Chắc là đó. Chưa. Anh có câu hỏi nào hỏi em không? Thì gặp em anh thấy anh không phải hỏi nhiều nữa, tại vì anh thấy em quá hợp lý rồi, anh không muốn hỏi gì thêm nữa. Vậy mà kêu nhát gái. Trời ơi, ăn nói vậy mà kêu nhát gái. Bước tới chủ động nắm tay cô gái đó. Đó, tới lúc nhát rồi nè. Đó. Anh mời em đứng lên nữa. Dạ. Anh mời em đứng lên nữa. Nắm tay, nắm tay. Nắm hai tay luôn. Nhìn thẳng vô mắt quay, coi coi cận mấy độ, coi coi mắt nó có chinh miếng nào không, có thay đổi gì không. Tâm bạn này ok rồi em. Nhìn thẳng vô mới biết chứ. Dạ. Mắt đẹp không? Rồi, khá đẹp ạ. Coi kỹ chưa? Dạ, coi kỹ rồi ạ. Hát tặng quay một bài đi. Đúng rồi. Anh đến quê em một chiều nắng ấm, khúc hát quê hương du dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt. Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế. Một em gái rất là hiền hậu, một chàng trai rất là bản lĩnh, một người ở Hậu Giang, một người ở Tây Ninh, nó khá xa, nhưng khi yêu nhau chắc chắn nó sẽ gần. Sau 3 tiếng đếm chúng ta suy nghĩ và bấm cái nút đó là xong. Bấm hết rồi. Cô gái bên đây cũng bấm luôn rồi, chưa kịp đếm. Vậy thì hai người nắm tay nhau luôn đi. Chúc mừng các bạn. Nào hãy đan tay vào với nhau. Đó, thấy chưa? Được không? Được. Ba mẹ em gái đang theo dõi câu chuyện này, mình xin chào hai bác, mình cảm ơn hai bác gì đó. Mình xin chào hai em bác, cho hai tụi con quen nhau. Mình hứa sẽ chăm sóc các bạn thay cho cha của bạn ấy suốt cuộc đời này.
Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Đây là những phần quà dành cho hai bạn. Con gấu màu hồng và con gấu màu nâu. Để nó quấn quýt nhau suốt cuộc đời nha. Nào. Cảm ơn hai bạn. Con cảm ơn chương trình. Xin chúc mừng, như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Còn bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời.